tại sao nhiều buổi thờ phượng không được thu hút? Đó là câu hỏi mà chúng ta đặt ra hôm nay. Những nguyên nhân nào khiến cho những cái buổi thờ phượng mà người ta bước đến người ta không, nếu mà nói đó, đối với chúng ta thì chúng ta phải hơn ở ngoài đời. Ở ngoài đời là người ta thu hút, phải không quý vị? Người ta thu hút bằng nghệ thuật, bằng khoa học, bằng những cái kỹ năng, bằng tổ chức. Chúng ta là những người thờ phượng Đức Chúa Trời thì sự thu hút của chúng ta nó còn mang yếu tố tâm linh nữa. Và vì vậy cho nên quý vị thấy rằng là chúng ta phải đạt tới cái bậc cao hơn. Thế nhưng trên thực tế thì đôi khi chúng ta lại cảm thấy sự thờ phượng của chúng ta, sự gặp gỡ của chúng ta thiếu đi cái sự thu sức thu hút. Và chúng ta làm điều đó có tính cách chiêu lệ. Nhiều khi chúng ta hát một bài hát vậy, bài đó tôi biết rồi, phải không? Và bây giờ chúng ta bắt đầu đứng hát, nhưng mà không, chẳng hạn như mình nói cái bài Bê Tôi Là Chúa Giê-xu đi, quý vị quen lắm, và bắt đầu chúng ta hát. Nhưng mà thật sự ra đó, chúng ta có thật sự thờ phượng Chúa không? Ở ngoài đời đó, một ca sĩ khi người ta hát thì người ta để cả gọi là cái sức lực của người ta có, phải không? Sức lực người ta, cái trí tuệ người ta và cái tấm lòng của người ta đối với những người bên ngoài. Còn với chúng ta thì còn một điều nữa là tâm linh. Ở ngoài đời là hết lòng, có không? Một ca sĩ là họ hát hết lòng, một ca sĩ hát hết trí tuệ của họ, họ khai thác cái bài hát đó, phải không? Chứ không có phải là họ cẩu thả, họ tập rất là nhiều, hết sức, hết lòng, hết sức và hết trí tuệ, họ đều có được điều đó để thành công. Và với chúng ta thì khi chúng ta thờ phượng Chúa đó, chúng ta còn một cái phần nữa là cái phần tâm linh. Như vậy thì chúng ta cũng không thể miễn trừ cái vấn đề là hết lòng. Chúng ta có hết lòng thờ phượng Chúa không quý vị? Có, yes. Chắc không á? Chắc. Nói cái chữ hết lòng không đó là quý vị đã cảm thấy hết lòng không đó là quý vị sẽ cảm thấy là cảm động, được rung động người khác, là Chúa trên trời mới Chúa đòi hỏi chúng ta mà ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí tuệ để chúng ta thờ phượng Chúa. Đức Chúa là thần, ai thờ lại Ngài phải bằng tâm thần và lời thật. Cho nên khi mà chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta cứ thường nói rằng cái này mình thờ phượng Chúa mà hát sao cũng được hết, đúng không? Đa số là chúng ta nói thờ phượng Chúa mà cần gì tập dữ vậy, tại sao một sư khó quá vậy. Nhiều người nói như thế. Có một người hỏi một nam kịch sĩ, một người trong nhà thờ: thưa nam kịch sĩ, tại sao trong rạp hát của mấy ông toàn là chuyện giả mà người ta tới đông như vậy, còn trong nhà thờ của chúng tôi là toàn chuyện thật mà người ta ít tới? Đó là một câu hỏi thật lòng. Ông ta trả lời quý vị thế nào, quý vị biết không? Ông ta trả lời rằng đúng là trong rạp hát chúng tôi toàn là chuyện giả, nhưng chúng tôi diễn như thật, còn trong nhà thờ của quý vị toàn là chuyện thật, nhưng quý vị gọi là diễn giả mà. Thế thì đó là một cái thách thức cho chúng ta, những cái điều chúng ta cần suy nghĩ, quý vị. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta làm công việc Chúa đó, đừng có ai nói rằng cái gì đó mục sư ơi, cái này tôn với Chúa mà mục sư khó khăn quá, phải không? Chúng ta tôn với Chúa chúng ta còn phải hơn nữa. Nếu nói là chúng ta tôn trọng khán giả thôi, chứ đừng nói là ai hết á, khán giả không biết gì dưới đó hết á, nhưng mà ca sĩ người ta phải tôn trọng, phải không? Chứ mà ta nói không biết gì hết, tôi muốn lên tôi hát gì tôi hát không, đó là tôi nói chỉ đơn giản như vậy thôi. Huống chi là chúng ta phải tôn kính Đức Chúa Trời. Vì vậy cho nên hãy dâng hết tất cả mọi khả năng, mọi điều gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh của Ngài, phàm vật chi thở hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Chứ chúng ta không thể là yếu đuối vô nhà thờ như cái nghĩa địa, ngồi im thinh thích rồi ngủ gục.
Có nhiều người tin đồn đó, tôi mất ngủ mà vô nhà thờ ngủ ngon. Cái gì đều nó quen như vậy rồi. Dạ, tôi cảm ơn Chúa lắm. Tôi đi về ngủ nhà ngủ không được, mà cứ vô nhà thờ là ngủ ngon. Mong rằng hôm nay chúng ta sẽ nói đến cái sự thu hút, và chúng ta mong rằng mỗi chúng ta tại đây sẽ góp phần điều gì mà làm cho chúng ta thấy tới nhà thờ chán quá, không muốn đi nhóm nè, mình cứ nói thật không sao hết, bởi vì chúng ta học. Dạ, điều gì khiến cho những cái buổi thờ phượng của chúng ta quý vị không muốn tham dự nữa? Có ai thấy không? Xin nói vắn tắt. Nếu không nói được câu đó thì tôi hỏi theo quý vị thì cái gì thu hút? Quý vị nghĩ lâu nay cái gì kéo mình đến nhà thờ? Cái gì mà giữ chân mình lại trong nhà thờ? Sự lời giảng của mục sư, tình yêu thương, tình yêu thương, sự quan tâm. Dạ, mình có thể nói lớn đi, đúng rồi. Trong lúc này để mình nạp mình gì nữa quý vị? Sự quan tâm, tình yêu thương. Chương trình ở đây nếu mà tôi lủng củng như thế này, dạ như giờ máy móc rồi như thế này, biết hậu đánh đứng ngồi chờ biết thì sao? Dạ thì chán quá, vô nhà thờ các làm việc kỳ quá, mấy người ngoài tôi sẽ nói đó đúng không? Nói em không có tổ chức, không có phải không? Nhưng mà tại vì xin lỗi là vì mình ở đây vì bị động đúng hết. Nói là tôi mỏi đạn. Cho nên là quý vị thấy những cái trục trặc như vậy nó sẽ ảnh hưởng tâm lý liền. Yeah. Và những cái giờ chết thì ta sống bằng cái cảm giác. Nhiều khi quý vị giảng nhóm 2 tiếng một không sao hết, nhưng mà nhiều khi có nửa tiếng thôi người ta chán liền. Tại sao? Chờ hết quá, mệt quá đúng không? À, rồi lộn xộn quá. Phải không? Mình phải organize, mình phải sắp xếp đàng hoàng. Với lại mình phải on time. Đúng rồi. Phải finish on time. Đúng rồi. Đúng rồi. Tại vì mọi người tới nhà thờ nhưng mà sau đó họ cũng có công việc riêng. Dạ, đúng rồi. Mình không thể mình storm lúc nào mình muốn kết thúc thì mình kết thúc, không có thể. Không đi trễ, không bao giờ được. Với lại mọi người ta tới nhà thờ là mỗi tuần họ đều tới hết. Yeah. Chứ không phải là họ chỉ tới ngày hôm nay rồi tuần sau họ không tới nữa. Mình delivery cái message đó, mình nói một cái message đó mà mình nói nhiều quá người ta nghe, người ta không có tập trung được nữa. Yeah. Người ta chỉ tập trung một lúc rồi đó thôi. Thì ngày hôm tuần tới, mình tới mình nói tiếp thì họ sẽ nhớ hơn. Mình ở trong nhà thờ mình nhóm học thầy vương chúa gì đó rồi á, thì nó trở thành cái thói quen mà mình cứ lặp đi lặp lại như vậy. Mình thiếu cái sức sống diễn tả cái sứ điệp của bài hát của mình và lời giảng của mình, thành nó sẽ không thu hút người ta. Người ta đi vào người ta thấy cũng nói chuyện đó, cũng hát bài hát vậy mà tôi chán lắm rồi. Dạ biết rồi, bây giờ tôi biết rồi, chuyện tôi biết rồi, nó không quan tâm nữa. Dạ mà thường mình là vậy đó, mà toàn là cái gì cũng thích cũ ấy, mà có cái gì Chúa kêu gọi là chúng ta phải hát những bài ca mới đúng không? Mình phải có cái gì mới, nhưng mà nếu đưa ra cái mới là hội thánh reject liền đa số. Mình nói thôi bài mới chi, và cuối cùng 100-509 bài chúng ta hát hoài mà hát cũng thuộc và đã hát rồi. Xin mời có ai cái gì nữa? Dạ. Nhiều khi á đưa bài mới ra mà không tập. Dạ không tập luôn. Mà không chịu tập luôn. Dạ không chịu thì tập luôn. Thì đó là họ bài mới thì họ cũng vậy thôi, họ đâu có biết hát một sơ. Dạ. Mà khi mà nói là nhóm thì bắt buộc phải tới đúng giờ. Dạ, được rồi. Thì mục sư lúc nào cũng là đi em là đúng giờ chưa á, nhưng mà con chiên á không tới đúng giờ thì sao mà mục sư đi em được, cũng phải lay lết gia bộ thêm 3 phút 5 phút 2 phút, tức là như vậy thôi. Em chỉ có ý kiến vậy thôi. Dạ thì cảm ơn cô. Dạ anh cái bệnh giờ giấc còn ý kiến nào nữa không? Hôm nay tôi nghĩ quý vị nên nói, bởi vì đây là vấn đề ích lợi cho vấn đề thành phố. Giờ giấc xin chúng ta nghiêm túc. Chúng tôi là mục sư đó, tất cả quý vị chúng tôi làm việc toàn bộ là phải chuẩn bị hết. Chúng tôi phải chuẩn bị và thậm chí phải đem ra 2-3 cái chuẩn bị. Nhưng mà nó vẫn có thể trục trặc. Nếu mà trong hội thánh chúng ta không có một sự chuẩn bị thì chúng ta sẽ gây ảnh hưởng. Có ai còn ý kiến thấy gì nữa? Dạ, kính mời mục sư. Tôi
nghĩ cái điều quan trọng nhất là cái sức sống của Chúa trong mỗi người. Khi mà cái đời sống của mình đó liên lạc với Chúa một cách đều đặn, rồi cái đời sống của mình như là Chúa nói cái gì mình vâng lời cái đó, thì tự nhiên trong người mình có một cái sức sống mãnh liệt và mình muốn đi thờ phượng Chúa. Tại vì và cũng có phải có sự hiểu biết rằng khi mà mình đi thờ phượng Chúa, mình hát để mình làm vinh hiển danh Chúa. Tại vì tôi nhớ có một lần tôi đến hội thánh Stockton đóng cửa, mà tôi vô phòng nhóm tôi thấy là bàn ghế khang trang sạch sẽ, nó cũng rất là good, nhưng mà không còn một người nào nhóm lại hết. Thì tôi cảm ngồi xuống tôi cảm thấy buồn lắm, và tôi nghĩ là Chúa cũng buồn, tại vì nơi đây đã từng có những tiếng hát vang lên ca ngợi Chúa, làm vinh hiển danh Ngài, nhưng bây giờ nó đã không còn nào hết, tắt liệm đi. Và tôi nghĩ là chính cái sức sống của con người mình đó, nó mới làm cho mình có thể chịu đựng được những bài giảng dở, có thể chịu đựng được những cái điều không bất như ý đó. Thành ra tôi nhớ là má tôi nói điều là không biết cái đạo gì nó lạ quá, tối ngày thấy nó đi nhà thờ, rồi nó đưa anh nó tin Chúa cũng thấy tối ngày anh đi nhà thờ, rồi tới cô em cũng vậy nữa, không biết cái đạo gì mà lạ quá, cuối cùng má tôi cũng đi nhà thờ. Cảm ơn Chúa, đạo lạ quá. Cảm ơn Chúa, tức là mình có những cái gì đó rất là hấp dẫn ha, để đổi nhiều người sẽ đến với Chúa. Cảm ơn Chúa. Ý kiến của ông sư cương còn có ý kiến nào nữa không? Những cái nguyên nhân nào khiến cho sự thờ phượng không có thu hút được? Xin kính chào quý bà chị em. Thật sự thì trong bước đường theo Chúa, học việc Chúa cũng như là đi thờ phượng Chúa, thì tôi thấy mỗi hội thánh đều có một cái cách thờ phượng khác nhau, không có cái hội thánh nào đều giống nhau hết. Riêng cá nhân hội thánh tôi thì tôi học được cái kinh nghiệm là thường á là đa số hội thánh đều có người hướng dẫn chương trình, nhưng mà cái người hướng dẫn chương trình á nhiều lúc họ lên họ nói dài dòng quá, họ nói rất là nhiều, họ nói làm cho những người ngồi cảm thấy bệnh nó nhiều, rất khó chịu. Nhưng mà tôi thấy cái vấn đề đó, nên đối với tôi thì hồi đó tôi thì tôi không có muốn làm cái người hướng dẫn, mà chúng tôi có PowerPoint là tới cái người nào thì tự động người đó lên, người đó nói trong cái phần đó được nói phần khác và có thời gian, tức là người đó lên muốn nói một cái vấn đề đó 3 phút thì phải nói 3 phút, nếu không thì phải đi xuống. Thì như vậy đó, mình không kéo dài thời gian cái thờ phượng của mình nó đi ra quá dài, hay là nó làm cho cái người khác khó chịu khi trong cái giờ thờ phượng. Thật sự đó là một, nó rất là nhiều phần, nhưng mà mình thấy những cái điểm gì mà mình thấy hội thánh chúng không thích thì mình sửa đổi từ bước một, thì từ lâu ngày thì hội thánh nó sẽ hoàn thiện thôi. Chứ còn thật sự không có hội thánh nào mà hoàn hảo hết. Có những người, có những cái chuyện mà nó xảy ra ngoài cái dự trù của mình nữa, ngoài cái sự của mình, cái nhân loại có một cái người khách họ lên họ xin nói ít phút, nhưng mà họ lên họ nói hoài không chịu nhưng mà cái đó là bên ngoài dự trù thì mình không có nói được, nhưng mà đa số mỗi tuần á thì chúng tôi cố gắng làm sao mình đúng giờ và mình chấm dứt đúng giờ, đó là cách mình không làm cho người khác khó chịu. Cảm ơn sư Lát. Nghĩa là mình nghe nhiều nói ít, vì nó ít đúng không, chậm giọng mình áp dụng câu đó. Có nhiều người ở dưới thì chê một sư giảng dài lắm, nhưng mà để họ lên họ giảng họ nói chuyện hơn dài hơn một sư thử coi. Cho nên nói ngắn rất là khó, và chúng ta phải học nấu kem pha loãng thì dễ lắm. Vì tôi nói đây mấy tiếng hồn được, ngoại trừ là bị khan tiếng, nhưng mà nếu nói ngắn rất là khó. Vì vậy cho nên để chuẩn bị những cái bài nói ngắn, quý vị phải soạn, phải soạn. Và nếu người nào mới là phải viết ra, còn người nào mới mà không có viết ra thì dĩ nhiên là nói lung tung rồi. Còn những người mà ứng khẩu được mà cho nó gọn ghẽ, nó câu cú đầy đủ đó, là phải trải qua một cái quá trình. Cho nên quý vị chịu khó cứ viết ra nè, đơn giản như vậy, phải không? Mình hướng dẫn, thậm chí mình kính thưa hội thánh biết luôn. Có nhiều người lên cái kính rồi không biết nói luôn, rồi xin mời các con cái ngồi xuống, xin mời đầy tá lên. Tại vì họ quên cái lúc đó. Và
nghe nó kỳ lắm đúng không? Cho nên xin quý vị là cứ viết ra nè. Dạ, chịu khó bước đầu là tôi đối với Thành từng anh em lên dẫn chương trình là tôi là người soạn hết cho anh em, và anh em bước đầu anh em cứ đọc đi, rồi sau đó bắt đầu quen anh em bỏ giấy anh em mới có thể nói được. Còn chưa gì hết, chưa biết chạy, chưa biết bay, chưa chạy chưa biết đi mà đã bay rồi thì nó sẽ mất thôi. Cho nên chúng ta phải tuần tự. Rồi quý vị còn thấy gì nữa không, quý vị mục sư, quý các anh chị em đó, hồi nãy là mình nói giờ giấc là phải nghiêm túc nhiều chuyện. Dạ mừng sư lâm. Dạ tôi xin phép chia sẻ về tình trải của tôi. Tôi vài lần đã trải một cái kinh nghiệm mình đặt đứa ngắn ngày nấu kem kinh nghiệm và tôi chia sẻ lời Chúa khoảng 30 phút và trúng buổi tiệc thánh, và tôi có 30 phút à, tôi thật sự rất lúng túng, là rất lúng túng. Cho nên tôi cũng khích lệ và khuyên trong anh em ban chấp hành để ý giờ giấc. Chúng ta giờ giấc rất quan trọng, và đặc biệt chúng ta đến với thờ phượng, và đặc biệt nữa là lời chia sẻ của những vị mục sư. Nên khi quý vị lên hướng dẫn chương trình, tôi đồng ý một sự đắc rất là tâm đắc. Chúng ta đừng có nói kể chuyện gia đình hồi từ xưa sao. Chúng ta để cái giờ đó là giờ học kinh thánh, bữa nay là giờ thờ phượng. Chúng ta nói những gì mà chúng ta cần phải nói. Xin cảm ơn tất cả đi quý vị, tất cả chúng ta kinh nghiệm để khích lệ lẫn nhau. Cảm ơn sư Lâm. Một sư thiện mình tắt nó ngắn, quý vị biết những người nói dài là người ta ghét lắm. Đừng nói là mấy bà cũng vậy, về nhà đừng có nói. Alleluia. Lòng thái quá, lòng thái là mình nhây ra hiểu không? Mấy bà về lòng thái. Mong sư thiện, thưa quý vị, tôi nói ngắn 5 phút nè. Thưa quý vị, là trong cái report của Hội Thánh Stockton tôi gửi cho quý vị, cho hội đồng mình đó, bây giờ cho tới cuối năm tôi ao ước có sự huấn luyện cho các chấp sự, chấp sự hướng dẫn chương trình, chấp sự hướng dẫn nhóm nhỏ, chấp sự nói chung là dự phần mọi công việc, bởi vì cần phải có trang bị. Mỗi lần ngồi mà huấn luyện đó thì mình sẽ trình bày, và tất cả các cái thành viên đó được học. Khi tôi là hướng dẫn, tôi lên thì tôi sẽ nói gì, tôi nói bao nhiêu phút, và tôi cái gì cần nói và cái gì cần im. Mình đã có sự trang bị, mình lên đó không có lúng túng, không có nói quá dài, không có nói quá ngắn, mà nó đủ. Ví dụ như đi lấy tiền dân hay là không không, thì mọi cái sinh hoạt của một buổi thờ phượng đó, tất cả mỗi thành viên tham dự đó phải được trang bị, phải được training, còn tự kinh nghiệm hay là rồi còn ví dụ là nói thì nhiều người, tâm lý chung là muốn nói nhiều, ai cũng vậy hết. Có hai trường hợp tôi quan sát là một là muốn nói nhiều, hai là không dám nói một từ nào, thì hai cái đó cũng không được. Làm sao mà nói gọn và nói đúng? Tại vì tất cả những nhiều dự phần đó mình có sự trang bị trước, huấn luyện hướng dẫn một chương trình thì còn có gì giới thiệu tiết mục ra làm sao, rồi cái gì là tóm tắt vân vân, và cái gì là không nên nói, thì cái người hướng dẫn cho nên là Hội Thánh Stockton đang áp ước là từ nay đến cuối năm được huấn luyện mấy chương trình đó, thì nó sẽ gom lại và tất cả quý anh em sẽ có một cái nhìn để rồi mình sẽ đi theo đó, mà mình không bị lõng, mà không có giọng, không có tự ái. Thưa mạnh chị em, dạ cảm ơn sư thiện nó nghe. Dạ mời Quang. Dạ cảm ơn quý mục sư và quý hội thánh đã chia sẻ về cái cách, những cái gì đã để mình làm như thế nào để có sự thu hút. Nhưng mà tôi cũng xin được gợi ý là đối với tôi thì cái nội dung nó cũng rất là quan trọng. Thật ra nhiều khi mình không thu hút là tại vì nội dung mình không đáp ứng được, hoặc là nội dung của mình nó quá giống như là nhàm chán cũ thì và cũ quá, thì cái nội dung là cái mà tôi nghĩ là những người lãnh đạo nên suy nghĩ và cầu nguyện Chúa cho mình có một cái gì đó nó thu hút người ta. Tại vì ở bên ngoài bây giờ nó có nhiều thứ quá rồi. Và họ cũng có thể coi những cái ở trên YouTube hay cái gì đó, những cái chương trình rất là hay của những hội thánh khác, nhưng mà đối với hội thánh mình có cái gì đặc biệt mà Chúa cho để mình có thể có một cái nội dung nào đó đáp ứng với nhu cầu của hội thánh của mình tại địa phương. Cảm ơn Quang, rất là quan trọng về nội dung quý vị. Nhưng mà chúng ta làm cũng tuần tự đầy đủ hết, in chương trình rồi đầy đủ, giải kích mong sư, mà cuối cùng là nội dung không có gì hết. Chỉ là chuyện xưa cũ.
Dạ. Dạ kính hồng sư. Tôi muốn chia sẻ một ít kinh nghiệm. Dạ dạ mời hồng sư. Vấn đề dạ, chuẩn bị dạ, cho sư, chương trình thập phương để nó có thể thu hút hơn. Ở Việt Nam, ở hội thánh của tôi ở Việt Nam thì tôi luôn đề cao cái kỷ luật. Dạ. Kỷ luật ở trong phương diện thứ nhất là ban hát dẫn thì phải tập hát. Dạ. Hội thánh có cái ban hát dẫn để hướng dẫn cho hội chúng bước vào sự thờ phượng một cách rập rang. Dạ. Và phải tập hát. Cái thứ nhất là phải tập hát. Và cái thứ hai, cái tính kỷ luật là cần thiết là phải đúng giờ. Như quý đại tới Chúa đi chia sẻ phải đúng giờ, không có dài, không có dài dòng, phải đúng giờ. Cái thứ ba là phải cần có chuẩn bị bài hát mới. Yeah. Bình quân thì ở hội thánh của tôi tại Việt Nam thì mỗi một tháng, sau một tháng thì lại có một bài hát mới, phải tập bài hát mới. Yeah. Cái thứ tư á là cái chương trình thập phượng, những bài hát nó phải đi vào cái chủ đề, nó phù hợp với cái đề tài của diễn giả. Yeah. Có nghĩa là cái bài hát đó, ví dụ như chúng ta đầu tháng thì chúng ta hát về thương có, thì chúng ta những bài hát nó đi sâu về vấn đề huyết của Chúa chết vân vân, để chúng ta có cái thánh lễ tiệc thánh. Yeah. Rồi một điều nữa tôi muốn chia sẻ đó là cần giữ cái mối liên hệ qua vấn đề nhắc nhở. Dạ. Ở trong hội thánh thì có một cái trang trên mạng á, tới cái ngày thứ bảy thì nhắc nhở khích lệ quý ông bà anh chị em chuẩn bị thật tốt, không chỉ chuẩn bị tấm lòng, chuẩn bị qua sự cầu nguyện, nhưng mà thậm chí là nhắc nhở chuẩn bị về vấn đề tài chính để mà dâng hiến trong công việc của hội thánh. Mình đang nhắc nhở luôn. Nó không thuận lợi bởi vì chúng ta nhắc đôi khi anh em mình đi làm việc suốt tuần đôi khi quên, vậy là cần nhắc nhở. Tôi đặt cái này là giữ mối liên hệ. Cảm ơn sư. Và bây giờ thưa quý vị, cảm ơn Chúa và cảm ơn tất cả những cái ý kiến của quý vị, và chúng ta tôi sẽ tổng kết tất cả những ý kiến đó và đưa ra một vài cái ý kiến để mong rằng chắc chắn là chúng ta không giải quyết hết được. Tuy nhiên ít ra nữa qua sự đóng góp của quý vị và chương trình hôm nay, quý vị có thể trở về và trong một cái tinh thần mới mẻ hơn để chúng ta góp phần cho sự phát triển công việc của Chúa. Thưa quý vị, những nguyên nhân mà khiến cho hội thánh không còn thu hút nữa là quý vị biết rằng tôi những điều mà chúng ta đã nêu lên đó, thì bây giờ tôi chỉ nêu lên cái điều kiện nào. Khi chúng ta có thỏa mãn được những cái điều kiện thu hút thì dĩ nhiên là cái sự không thu hút mà chúng ta có thể biết và chúng ta ngăn ngừa. Làm sao để chúng ta có được một buổi thờ phượng thu hút? Đối với chúng ta không phải là họ. Nếu quý vị nói rằng tổ chức cho hội thánh đông thì tôi nghĩ là không có khó. Không có khó. Như nấu crawfish, mời anh em tới ăn crawfish là họ tới rất là đông. Tổ chức đi chơi gì đó free là họ đi rất là đông. Dạ. Cho nên cái chuyện mình đem người ta tới đông nó không có khó, nhưng mà thu hút người ta thật sự thì đó là cái khó, để người ta có thể tiếp tục ở với hội thánh và tiếp tục đứng chung để học về Chúa thì đó mới là cái khó. Cho nên có một số người thì họ chỉ nghĩ đến vấn đề làm sao để đến cái ngày nó đông, mình quay phim mình đăng nó lên đây là hội thánh tôi lên đây đông lắm, vui lắm. Nhưng rồi thật sự thì những môn đồ ở trong hội thánh nó không có. Vì vậy cho nên chúng ta suy nghĩ cái điều này. Cho nên để mà chương trình thờ phượng được thu hút, thứ nhất là chúng ta phải biết là phải có cái sự hiện diện của Chúa. Bởi vì nếu không có Chúa vào, quý vị tổ chức rất là hay, nghiêm túc lắm, làm cái gì đó bài bản lắm, nhưng mà tôi thân thật mà nói với quý vị rằng những người người ta đến đó, người ta sau khi người ta không nhận ra cái sự hiện diện của Chúa ở đó, mà đôi khi là họ thấy cái xác thịt ở đó nữa. Giả như bên này mà lộn xộn có là lạ đó. Tôi không có đến đường nữa, tôi không thêm bây giờ hợp tác hội thánh này nữa, lung tung đó. Họ nói giữa nhà thờ luôn đó quý vị, không có Chúa. Rõ ràng đây là những người nghiêm túc và họ rất là nghiêm túc, cho nên họ mới phản ứng như vậy. Nhưng mà chúng ta nhớ là chúng ta thờ phượng Chúa Trời. Và giả như chúng tôi đã chuẩn bị chương trình nhiều khi chú đó, nhưng mà nhiều khi có một vấn đề xảy ra, giao cho một anh em nào đó họ lên họ đập trật nó đi, họ nói lỡ một câu gì đó mà bao nhiêu người dưới cười. Nó có thể mình nghĩ là hư chương trình, hoặc là hôm đó hát một cái bài hát bể mất đi. Chúng ta hay nói là bể dĩa đó, nhưng mà không có bể. Thì thấy người công giáo không, khi người ta bước vào thờ phượng thì người ta bước vào làm dấu thánh giá, ta vào để đi này. Còn nhiều khi chúng ta thì vô nói chuyện lúc tôm hết,
đi chỗ này làm chỗ kia, rồi thậm chí có rất nhiều vấn đề mà đôi khi mình quên thôi, mình không để ý. Cho nên xin chúng ta nhắc ra hội thánh hãy nhớ rằng chúng ta đến thờ phượng Chúa, và sự hiện diện của Chúa rất là quan trọng. Như quý vị đã, các mục sư đã chia sẻ, chúng ta chuẩn bị kính thưa cầu nguyện, chúng ta anh em trong ban hát chúng ta cũng chuẩn bị tâm lòng của mình, những mục sư cũng vậy, chúng tôi phải chuẩn bị giữ cái tâm lòng, chứ không thì mình dễ bị bối rối, bị chia trí, và khi đó mình lên mình như con rối vậy, mình làm mà nó không có ý nghĩa gì hết. Cho nên thường là chúng tôi muốn giảng, hay là thường chúng tôi làm những chương trình lớn là chúng tôi phải ở riêng, không có nói chuyện nhiều, không có gặp, không tiếp xúc nhiều, không có lăng xăng nhiều, vì một chặt nữa đó mình không đủ sự tập trung để mình có thể cái thần thái của mình, Chúa không điều khiển mình, tại vì mình đương bị cái vấn đề là đương liên lạc quá nhiều bên ngoài. Cho nên á, thường là sự giảng dạy như thế, chúng tôi thường là không có nói chuyện nhiều được, và khi nói chuyện nhiều rồi là lên là mình sẽ bị ngay. Anh em giảng chương trình cũng vậy, nếu anh em giảng chương trình yên tĩnh cầu nguyện rồi ngồi một chỗ nào đó một mình để suy nghĩ và tâm trí của mình đã chuẩn bị hết bài này rồi, mình bước lên bài kia, chứ không có lên cái rồi mình kiếm cái này rồi mình quên cái kia rồi mình lộn cái nó. Có nhiều người lên trên giữa cái chương trình làm đám cưới cho cô dâu chú rể, mà cuối cùng đọc cô dâu chú rể lộn là người cha vô đó, mặc dù đó là cái lộn sản xuất thôi, nhưng mà nó làm cho cả một cái hội thánh và người ta bực lắm, tự nhiên nói cô dâu với cái ông cha đọc lên. Vậy cho nên chúng ta phải hết sức là nghiêm túc ở những chỗ này, và khi chúng ta nói những cái sự hiện của Chúa, có nghĩa là chúng ta kính sợ Chúa để chúng ta bước vào công việc chúng ta làm, và chúng ta làm hết sức mình thôi. Còn nếu xảy ra chuyện gì không sao, phải không? Không sao cả, chứ đừng có vì cái sự việc mà nó trục trặc đó mình giận, mình hờn trước mặt mọi người khác. Tôi có làm mời để giảng, làm diễn giả, khi tôi ngồi dưới thì cuối cùng có người làm chứng, mà lên họ làm chứng già quá nó nói nhiều quá, nó hết giờ mất. Thì giờ tới hết giờ rồi, ai cũng bực hết, nhưng mà tới mà tôi giảng thì ok, tôi nói tôi lên tôi giảng 10 phút thôi, và tôi vẫn vui vẻ và cố gắng nấu keo lại cái bài giảng. Chứ không thể nào lên tôi bực tôi nói sao, tại sao như thế, phải không? Không nên, và mình không phản ứng gì cả. Có một mục sư kia, ông đi hội đồng cuối cùng ông mời một mục sư khác ở nhà giảng. Khi mà mục sư khác ở nhà giảng thì ông sư kia chuẩn bị hết rồi, cuối cùng sao ông đi, ông về sớm mất chứ giờ sớm, cái ông nói ông sư là ông để tôi giảng. Ông kia ok, ông giảng nha, ông sư lên giảng, và trước khi giảng xin mời mục sư lên cầu nguyện. Ông Sơn nói thôi ông làm luôn dưới nhà thờ. Bây giờ có gì nghĩ chi, một cái phản ứng như vậy đó, đồng ý là ông mục sư này cũng có cái lỗi chứ không là không, nhưng mà lỗi thì lỗi, đúng không? Chuyện đó mình không có thể nào mà xử dễ được, mà xử dễ là họ thấy rõ ràng là mình sắp thiệt rồi, chứ tôi không có nói là ông mục sư này không đúng, đúng không? Nhưng mà ông có thể nói lúc khác vui vẻ thôi, và hơn nữa cũng đâu có gì, phải không? Người ta giống như sáng nay mình sư Lâm mời tôi về chuyện đó cũng bình thường. Có một lần kia tôi đi đến hội thánh Phước Bình ở đây tại Việt Nam, tôi cũng ăn mặn chứ chừng mà mình bữa đó tôi đến nhóm thăm hội thánh, tôi đến thì tôi không có được mời giảng, hôm đó là tôi đi tới thăm thôi, tôi ngồi dưới như thế đó, thì cái anh giảng chương trình đó, ảnh đứng đây này, ảnh nghĩ rằng là diễn giả là tôi đi diễn giả, khi mà tới giờ giảng tới giờ giảng ảnh đã xin mời mục sư Hiền lên chia sẻ lời Chúa. Tôi ngồi dưới á, ông mục sư Ngàn đó là ông ngồi sát bên cạnh tôi. Tôi nói ông mục sư lên giảng chứ, ảnh nói chú muốn rồi. Ông lên đi. Ngay trên lúc đó là tôi suy nghĩ chớp nhoáng liền, tôi lên và tôi giảng. Mà khi tôi lên tôi không nói là tôi bị bắt cóc bỏ dĩa hay là cái gì, nhưng mình lên mình nói cái đó nữa tiếng đầu ta sẽ ôi trở ra là mình cũng sắp thiệt tiếp nữa. Mình hay bị nhiều cái lắm, mình cẩn thận. Khi lên là tôi giảng ý như là tôi được mời giảng, sau khi giảng rồi họ đâu biết, họ nghĩ là tôi là được mời giảng và tích tắc trong vòng vài ba phút là tôi bước lên. Mình một sư không có thể nói là tôi không chuẩn bị không? Không thể nào không có đó được. Phải không quý vị?
Cho nên nếu quý vị là mục sư á, là được mời để nói gì đó, thì tôi cũng chuẩn bị hết, xin lỗi. Để tôi quên bà giảng bỏ nhà rồi. Không. Cho nên xin Chúa cho tôi quý vị để chúng ta hãy biết cái sự hiện diện của Chúa. Và chúng ta làm việc cho Chúa. Chứ không phải làm vì ai hết. Cho nên á, khi chúng ta làm gì đó mà lỡ hư lỡ, cũng đừng rầy, đừng la quá. Thật sự có những em sao bị sợ lắm chứ, xin lỗi, tôi không có gì đâu chị. Quan trọng nhất là buổi nhóm được phước không? Quan trọng nhất có người tin Chúa không? Phải không? Quan trọng nhất là Chúa thăm viếng không? Chứ còn cái chuyện nó lỡ rồi, không sao cả. Mình phải có một cái gì như vậy, chứ đừng có rầy, đừng có la, đừng có... Sao đó cãi lộn với nhiều người, giận lắm, bỏ đi nhà thờ luôn. Nhưng mà lỡ có ai mà đánh đàn bữa đó xong mình... Nó có cái gì đó, trục trặc là họ bỏ đi nhà thờ luôn. Thì chúng ta không phải nên như vậy. Thì chúng ta nhớ là chúng ta bước vào cái sự thờ phượng Chúa. Phải có cái người thờ phượng. Tôi muốn nói ra là cái người thờ phượng. Chúng ta là những worshipper. À, worshipper. Chúng ta là cái người thờ phượng, chứ không phải là chúng ta đi xem lễ. Quý vị nhớ đó. Ở bên xin lỗi bên công giáo thì hay dùng cái chữ là xin lễ. Xem lễ. Đi xem lễ. Nhưng mà người tin lành không có đi xem lễ. Nhớ ha. Chúng ta phải tới đó ngồi đi xem rồi ý kiến. Ha, dở quá. Sưng giảng dài quá. Nay sao mà ông lượm thường như vậy? Ông tóc tai vậy? Và họ xem thôi. Bữa nay lễ mà họ tìm đủ mọi cách để mà họ ý kiến thì chỉ trích. Không, chúng ta đến là để thờ phượng Chúa. Có một khi tôi dạy trong một lớp kia, có nhiều cái ban ở trong hội thánh đó, thì anh đã nói thưa mục sư là có một cái ban mà ông mục sư chưa có nói. Tôi hỏi cái ban gì, ông nói là cái ban sửa lưng. Ở trong hội thánh thì có cái ban sửa lưng, có nghĩa là họ không làm gì hết chứ mà họ ý kiến nhiều lắm. Thì chúng ta không có nào. Chúng ta đến đền thờ là để thờ phượng Chúa. Hãy nhớ như vậy. Và chúng ta phải thật sự tham dự. Cũng như khi quý vị thấy, khi chúng ta hát là phải hát thật là, chứ đừng có đứng rồi có nhấp miệng rồi không có nghĩ gì tới cái bài hát hết. Và nhiều khi chúng ta hát mà người khác, người ta cảm thấy rõ ràng là chính chúng ta cũng không có thờ phượng Chúa, mà làm sao mà người khác họ thờ phượng Chúa được. Nếu lòng của chúng ta lửa thiên trong chúng ta, người ta nói là nếu trên tôi đây mà dâm bão là quý vị giới ở dưới mới có chỉ thổi gió vậy thôi, đúng không? Mà nếu tôi thổi gió heo mai sao sao là quý vị ở dưới từ từ ngủ luôn. Cho nên cái người thờ phượng đó phải thật sự người dẫn và người bên dưới, chứ không phải người dẫn không. Nếu người dẫn ở trên này hăng hái lắm nhưng mà ở dưới cứ dơ đồng hồ lên lắc đầu thì môi ngủ, hay là mở điện thoại lên lướt Facebook. Thì tôi thương quý vị là chúng ta sẽ làm ảnh hưởng. Cho nên tất cả chúng ta, khi chúng ta bước vào trong cái sự thờ phượng, chúng ta nhớ là chúng ta thờ phượng Chúa. Và những gì chúng ta làm là hết sức mình. Vì chúng ta là cái người thờ phượng Chúa. Và chúng ta là đền thờ của Đức Thánh Linh. Nếu mình nói là mình là thờ phượng Chúa, thì khi quý vị bước vào, quý vị nhớ rằng sự thu hút người ta đến á, tôi thưa quý vị, không phải là họ thắng quý vị chương trình hay, và thậm chí cũng không phải là chương trình nó rất là tốt, có ơn một sư giảng, có ơn người ta sẽ đến đâu, không có đâu, không có. Nếu không có những người tín hữu thu, nếu quý vị không phải là người thờ phượng Chúa, thấy không, thì cái sự thu hút đó là tất cả mọi người cộng lại, chứ không phải là một mục sư. Vì vậy đó cho nên khi chúng ta là đền thờ của Đức Thánh Linh, thì khi chúng ta đi tới đâu, ví dụ như quý vị đi tới đâu, quý vị cũng cảm thấy người ta thích quý vị đâu, phải làm sao đi, chứ không người ta thấy mình là ta tránh ghét, là ta né, tránh thôi, đừng gặp ông đó, đừng gặp bà đó. Nó như hồi sáng nay sư Sinh Lâm nói là chúng ta phải toát cái mùi thơm của tin lành, thơm tin lành, mùi thơm, thơm hay không là vấn đề nữa đó. Có thơm không đó. Hả, là toát mùi không? Có mùi không? À, mình đừng có để cho người ta thấy. Và vì vậy cho nên mình phải trang bị cho tất cả các anh chị em, khi ở tại nhà thờ đó, mình nói với nhau bằng cái lời yêu thương, bằng sự tôn trọng. Có chuyện gì, lỡ có chuyện gì cũng phải, người ta có đem nước lên thì cũng phải cảm ơn, đúng không? Phải không? Người ta làm bất cứ cái chuyện gì, mình nói chuyện, lỡ có gì đó mình nhắc,
cũng nhẹ nhàng thôi, chứ không có nạt nộ, không có la lối, phải không? Không có nổi cơn thành nộ lên. Chúng ta là những người thờ của Chúa, và khi đã nói là chúng ta là người thờ của Chúa đó, thì quý vị biết rằng rất là quan trọng, chúng ta phải có cái sự tận hiến thật sự cho Chúa. Còn nếu mà nói mình thờ với Chúa, tôi cũng là thờ với Chúa đây. Có nhiều người thì chuẩn bị quần áo không ha, rất là tốt, nhưng mà tôi nghĩ nó chưa đủ thôi. Có nhiều người, tôi có một cái cô tín đồ, ngày nào cũng tới cô ngồi đó, nhưng mà cô ngủ gục từ đầu đến chiếc cuối, cô cũng ăn bận đàn hò lắm, có mặt lắm, nhưng mà cuối cùng là cô cũng gục. Và dĩ nhiên cũng thông cảm là có lẽ một lý do nào đó có làm việc hay cái gì đó mình không biết, nhưng mà sự thật á, nếu mà chúng ta không có sự tận hiến thì tất cả chúng ta đây đều có thể gây cái tác động tiêu cực. Ví dụ như tối thứ bảy mình thức khuya quá, à, làm sai rồi đó. Ví dụ như nếu tôi giảng này mà hôm qua tôi làm cho tắt tiếng đi thì hôm nay tôi không giảng được. Có nhiều lúc tôi thật sự mà nói là phải chuẩn bị rất nhiều trước khi lên, là phải uống tất cả những cái thứ gì, tại vì mình nói nhiều và giảng dạy gì mình sẽ bị cái đó. Thì quý vị phải chuẩn bị ngủ sớm và chuẩn bị một cái tinh thần cho nó thư thái, nhẹ nhàng, đừng có đi gấp rút. Dạ, nhiều khi mình đi trễ, Việt Nam mình có nước tới trâu, người ta mới nhảy mình là nước tới trâu chưa nhảy nữa. Dạ, mình không có, mình cứ như thế mãi rồi mình lập chụp mình lên thì không có kịp thời gian. À, chúng tôi nhóm 3 giờ thì quý vị biết tôi, chúng tôi đã có mặt ở tại nhà thờ trước 1 giờ. À, 12 giờ chúng tôi đã ra đi rồi. À, chứ còn nếu mà tới 3 giờ, 12 giờ rồi mình đi thì không cách nào, chúng tôi phải đến tất cả để chuẩn bị. Và vì vậy cho nên là những anh em hầu vị Chúa thì chúng ta nên đi sớm. Những anh em trong hội thánh thì chúng ta cũng khuyên khích tín đồ là mình nên đi sớm. Có ai hẹn người yêu mà cứ trễ hoài không? Không có, không có, phải không? À, chúng ta yêu Chúa và chúng ta hẹn với Ngài. Có bà tín đồ mà nó tôi trông cho tới ngày Chủ nhật, và Chủ nhật là nó đi rất là sớm. À, đó là cái tấm lòng của họ, và có chuẩn bị về sức khỏe, về tất cả mọi mặt. Ở đây Kinh Thánh dạy chúng ta là hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí. Bây giờ tôi nói đến cái vấn đề là hết sức đi. Hết sức, chúng ta hết sức chưa? Yeah. Hết sức. Vì nhớ Chúa không đòi chúng ta quá sức, mà phải hết sức. Có nghĩa là những gì có thể làm được. Và quý vị suy nghĩ, ngày xưa bà Mary đó đập cái chai dầu cam tòng hương thật xức chân cho Chúa, thì Chúa nói thế nào? Người làm điều người có thể làm. Và khi mà người làm điều có thể làm thì quý vị biết rằng câu chuyện của người Chúa nói nơi nào mà tin lành giảng ra thì nơi đó câu chuyện của Mary được nhắc lại. Nếu quý vị làm điều quý vị có thể làm thì quý vị sẽ làm được rất nhiều việc. Các nhà khoa học nghiên cứu rằng chúng ta thường không tận dụng được những cái khả năng của chúng ta. Ngay cả cái bộ óc của chúng ta thì chúng ta sẽ sử dụng chưa tới 20% cái khả năng của nó. Vì vậy cho nên chúng ta phải sử dụng cho Chúa. Những gì quý vị có thể làm, hãy suy nghĩ quá, lên một cái danh sách những gì tôi có thể làm cho Chúa, viết ra đây. Tôi có thể đi sớm, tôi có thể quét nhà, tôi có thể sửa máy, tôi có thể chở người, tôi có thể phải không? Và tất cả những cái điều đó quý vị hãy làm hết sức của mình, khi quý vị thờ phượng Chúa cũng vậy. Kinh Thánh nói thế nào? Hãy reo mừng, hãy nhảy múa, hãy đánh trống cơm, hãy ca tụng Chúa. Điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Nếu bây giờ tôi hướng dẫn ở đây quý vị hát mà tôi hát là giờ giờ được chiêm ngưỡng thập giá quý đó, ở dưới đó quý vị hát như vậy thì quý vị cứ tưởng như thế nào. Có, chúng ta hết sức chưa? Chưa hết sức. Khả năng của chúng ta, tôi nhiều khi hát cho tôi, nhà tôi cứ nói là mình còn có thể khả năng hát hay hơn á. Ráng cửa đi. Và nhiều khi có những bài mà chúng tôi phải tập hoặc là thu âm, nhiều khi có khi tới 4-50 lần rồi đó. Dạ, chứ không có phải là làm 5-3 lần để quý vị có thể đưa ra những cái sản phẩm mà hoàn hảo là quý vị phải làm rất là nhiều.
Cho nên vì lý do đó quý vị dẫn chương trình nó làm gì? Có nhiều khi giao chương trình chúng tôi in hết rồi đưa hết, xong rồi lên là đọc hết, đọc thiếu câu thiếu chữ rồi đọc nghe không có ra gì cả. Tại sao vậy? Mình đọc tiếng Việt mà, phải không? Tại vì mình không có chịu hay làm hết sức mình đưa ra cái trầm đó. Bây giờ đọc kinh thánh ra lên, cô không đọc cho ra cái câu kinh thánh nữa. Quý vị thấy chưa? Rõ ràng là không hết sức. À, nếu chúng tôi giảng ở đây như vậy, chúng tôi lên nó lung tung hết, thì quý vị cũng thấy rằng chúng tôi không xứng đáng. Cho nên chúng ta phải làm hết sức mình trong khả năng mà những gì chúng ta có thể làm được. Đó là tôi mới nói có một chữ là hết sức không. Cho nên đừng có nói là mình nói rằng mình yêu Chúa. Yêu cái gì? Đúng không? Nếu không có việc làm thì đức tin đó là chết. Cho nên chúng ta phải làm. Và những gì chúng ta làm cho Chúa phải hơn cho người đời đó. Ra ngoài đời chúng ta chuẩn bị lắm. Đi sớm lúc nào cũng đi sớm. Đi dự tiệc đi cái gì đó là một cái nơi nào đó là chúng ta đi rất sớm. Tiền cũng bỏ ra cũng bỏ nhiều lắm. Mà vô nhà thờ là vì thế chứ chẳng nói là chúng ta không hết sức. Không có gì tích cực với nhà Chúa hết. Để làm sao chúng ta nói rằng là chúng ta thờ phượng Chúa. Cho nên khi chúng ta đến nhà của Chúa, chúng ta phải thật sự với khả năng của chúng ta. Có một cái ông kia, ông giảng một đứa cháu đi nhà thờ. Tới bây giờ Giang Hiến đó, nó mới thấy ông là rút cái tờ 200 ở Việt Nam á, không phải 200 đô đâu. 200 ở Việt Nam đó. Lâu rồi đó, cái vị nào lớn tuổi thì biết cái tờ nó nhỏ xí à. Ông mới là lấy cái tờ, khi Giang không lấy cái tờ đâu ông Giang. Cái đứa cháu nó ra mà nó hỏi: "Na, chú ơi, mình cho chú 200 biết chú mua được cái gì?" Và cái câu nói đó làm cho ông đó ông thấy, ủa sao đúng là mình giả dối thế. Mình làm một cách như là không có lòng, không có tâm, không có gì hết. Và nếu quý vị gặp người vậy, một ai đó đến với quý vị thì thấy chán không? Nếu quý vị gặp một người như vậy, muốn chỉ là Chúa thấy, Chúa biết hết mình. Cho nên hãy làm bằng tất cả cái sức lực của mình. Hát cũng vậy nữa, thì hát không hay cũng được nữa, nhưng mà hết sức rồi. Tôi đã từng chứng kiến có những người lên hát trật khóc, nhưng mà chúng tôi ngồi như vẫn khóc. Hát trật không có ra gì. Nhưng mà tại sao? Với tất cả cái khả năng của họ, khả năng tới đó. Giống như quý vị yêu một ai vậy đó, tôi có thể làm được điều gì cho người đó. Và sau đó quý vị làm đi, quý vị sẽ thấy người đó cảm động lắm. Đúng không? Người đó sẽ nhớ chúng ta mãi. Chứ còn chúng ta nói cái miệng không, không được. Cho nên hãy làm quý vị. Những gì em đã nghe, đã thấy, đã nhận, đã học, làm đi. Đừng lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Đừng lấy nói là làm đủ. Nếu chúng tôi giảng hay quá rồi xong rồi không làm gì hết cũng là sai. Nên xin Chúa cho tôi và quý vị để chúng ta hết sức của mình. Và tôi tin rằng với cái gì mà hết sức của chúng ta đó, sẽ thay đổi thế giới này. Với khả năng của quý vị, cái gì khiến người nghiện ngập người suy nghĩ đi. Khi quý vị làm hết sức mình, tôi đã in ra hai cái tập thơ mà chỉ trong vòng 2 tháng. Nếu phải làm, chúng tôi có thể làm. Nếu có thể làm, nếu đồ họ phải làm, chúng ta có thể làm một cái công việc, bất cứ cái việc gì. Tôi làm được mọi sự nhờ đó mà thêm sức. Khi đó quý vị cầu nguyện nhờ cậy Chúa, chúng ta sẽ làm. Chúng tôi đã chuẩn bị những cái chương trình có 2 ngày và 3 ngày rồi. Một chương trình như thế. Khi tôi đi về lo đám tang cho mẹ tôi cũng vậy. Qua đây chỉ còn có 3 ngày để lễ Giáng sinh. Nhưng mà khi giờ một cái buổi lễ Giáng sinh, không ai nghĩ rằng chúng tôi tổ chức mà chỉ có 3 ngày. Thì tất cả những cái gì có thể làm được, chúng tôi phải thức. Chúng tôi phải làm đúng vào mặt hết, chuẩn bị đúng vào mặt hết. Thế thì mỗi người chúng ta ở đây cũng vậy. Hãy suy nghĩ đi. Nếu quý vị nói nguyện Chúa, và Đức Chúa Trời sẽ trả cho mỗi người tùy công việc của chúng ta. Chứ đừng có bao giờ chúng ta cứ nói không à. Hết sức, hết trí, có nghĩa là phải dùng trí tuệ nữa, chứ đừng có nói cứ làm. Mà phải học hỏi, phải nghiên cứu để cho công việc nó nhanh hơn, nó tốt hơn, đúng không? Hiệu quả hơn. Phải nghĩ đi. Trí tuệ ha? Phải học hỏi. Bây giờ chúng ta đang sống trong thời đại rất là văn minh, mà chúng ta không có cố gắng gì hết, không học tập gì cả, là lỗi thời. Chúng ta không có thể lo cho cái công việc của nhà Chúa tốt đâu. Cho nên mong rằng là quý vị cứ học hỏi, gặp ai, những ai tài giỏi mình nên học, những người trẻ đừng có ngại, hãy hết lòng
Đây là cái chữ mà hội thánh của mình hay dùng, là mình tôi hết lòng. Nhưng mà đó là một cái sự giả dối. Tôi thật mà nói quý vị, nếu chúng ta hết lòng thì sẽ hết sức. Nếu mà hết lòng thì sẽ hết sức và hết trí. Yeah. Cho nên á, khi mình hết lòng là mình để cái tâm rồi đó. Thấy không? Mình nấu ăn mà hết lòng nó khác. Phải không? Mình đưa đón người ta hết lòng. Mình mời người ta, quý vị nấu ăn xong á, mấy bà nấu ăn cực khổ xong á, hết sức rồi đúng không? À, xuống ăn chờ hoài. Làm gì lâu như vậy? Vì mấy lúc đó là quý vị sẽ thấy là cái lòng mình nó hết rồi, hết rồi là người ta hết nghi ngờ rồi, chán quá rồi. À, và nhiều khi chúng ta đối với Chúa cũng vậy đó, là một cách chiếu lệ. Nếu là bổn phận biết tôi là gọi là văn nhưng mà không phục. Vì vậy cho nên xin Chúa cho tôi và quý vị để chúng ta hết cả lòng của chúng ta, hãy đặt cái tâm vào khi quý vị làm bất cứ cái chuyện gì, khi được giao cho vị, đừng có nghĩ là cái việc đó nó nhỏ. Đôi khi chúng ta hay nghĩ là cái chuyện nó nhỏ quá mình không muốn làm. Hãy bắt đầu từ cái việc nhỏ. Nếu họ mời quý vị đứng lên đọc câu kinh thánh thôi, quý vị đứng lên đọc thật tốt đi. Vì sao ta sẽ mời quý vị đọc bài dài hơn, rồi một bài dài hơn quý vị làm tốt đi, người ta sẽ mời quý vị trong cái buổi quan trọng. Còn ngay cái buổi nhớ là xin mời một anh lên phát biểu gì đó, thôi chuyện đó tôi không làm. Là cái thái độ của chúng ta như vậy đó, nhiều khi chúng ta không có tâm lòng mà chúng ta chỉ sống cho bản ngã mình thôi. Đừng bất cứ việc gì. Hồi tôi ở Việt Nam đó, mấy ông giáo sư mà ông dạy thằng học trường thằng học á, khi đó cái năm 1975-76 ra rồi đó, là quý vị đó là đâu có đi ra hội thánh được, cho nên đến về ở phục vụ với hội thánh của chúng tôi. Vì vậy là mấy ông thầy của tôi, nhưng mà ở dưới cái sự điều khiển của tôi khó lắm mà quý vị. Nhưng mà tôi rất là nể quý vị đó. Nếu nhờ quý vị làm gì, dạ tôi sẽ làm riêng. Dẫn chương trình mấy ông cũng làm nữa, tất cả mọi việc. Cho nên xin Chúa giúp cho tôi và quý vị để chúng ta sẽ hết cả tâm lòng của chúng ta đối với công việc của Chúa. Và khi mà báo, đừng có giận đừng hờn. Nếu bữa nay người ta mời mình hát mà có lý do gì đó, thôi xin lỗi không có hát được, không sao. Báo chứ sao lại giận. Dạ. Và chúng ta phải học áp dụng những gì mà Chúa dạy chúng ta vào bên trong cái sự thờ phượng. Bất cứ cái việc gì xảy ra trong cuộc sống, chúng ta phải sống bằng đức tin. Và xin Chúa cho tôi và quý vị, khi quý vị áp dụng như vậy, người giảng cũng vậy, người dạy cũng vậy, người thờ phượng cũng vậy, người hướng dẫn cũng vậy, tất cả mọi người chúng ta đều ở trong cái sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh. Thì thưa với quý vị, chúng ta sẽ có một sức thu hút. Chẳng hạn như là tất cả những anh em tín hữu đó, đa số những người tín đồ, xin quý vị nhớ rằng cái vấn đề mời người ta đi đến nhà thờ nhóm đó, ông mục sư không thể mời tốt được, ông mục sư chỉ nhắc vài người thôi. Còn những người có thể thu hút được là quý vị. Và tôi nói quý vị đó, cái sự thờ phượng thu hút là sự thờ phượng mà tất cả mọi người đều kéo người ta đến với Chúa. Quý vị, những anh em tín hữu sẽ là những người mời người khác chứ không phải là mục sư. Đừng có cái tư tưởng rằng là cái việc đó là các mục sư làm. Quý vị phải cầu nguyện, kết bạn với nhiều người và hãy mời người ta đến nhà thờ. Ngày hôm nay có thể quý vị khó để mà làm chứng vì Chúa, một số người còn khó khăn trong vấn đề này. Thì việc rất là dễ là chúng ta mời người ta đến nhà thờ, đó là cái phương pháp của anh riêng. À, hãy đến xem, chúng ta mời người ta tới. Ở đó chúng tôi có nhiều người đến chỉ vì nghe nhạc, nghe hát, chỗ đó hát hay nhắc được. Dạ, và họ đến. Có một cái bà vì nghe hát, nghe hay quá thì muốn đến để mà gặp nhà tôi. Thì khi mà bà đến thì bà đi cái xe tới nửa cái cổng của nhà thờ rồi, hai bánh xe bước vào trong và hai cái xe còn bên ngoài. Nhưng mà bà lưng chừng, bà không muốn vào. Thì không biết Chúa khiến tôi lại bước ra, bây giờ đó là tôi cũng không biết ai hết. Cho nên tôi bắt tay
để mà vào. Thế thôi, chúng tôi không biết ai hết. Thì bà mới vào. Và hôm đó bà tin Chúa. Bà mới nói rằng tôi đến đây là chỉ để nghe hát. Nhưng mà bà dự suốt trong cái chương trình học truyền chủ nhật. Xong rồi tới giờ giảng bà tin Chúa. Bà là một người mà đã hầu đồng 20 năm rồi. Cho nên thưa quý vị, cái sự thu hút đó là tất cả anh em, có thể bạn bè, có thể những người thân, và có thể mời họ đến vì họ thấy được cái tình yêu thương. Có nhiều khi trong hội thánh có sự yêu thương nhau, có sự giúp đỡ, có sự quan tâm. Và nếu quý vị đọc Kinh Thánh, quý vị thấy đó, hồi xưa hội thánh đầu tiên thu hút là một cái gì? Phép lạ xảy ra, tình yêu thương ở trong hội thánh. Rồi cái gì nữa? Có sự trợ giúp, cái sự trợ giúp, có sự cấp phát. Tất cả những người trong hội thánh đều được giúp đỡ. Hội thánh giàu đến cái mức đó đó. Và quý vị nên nhớ rằng chúng ta thu hút nhiều mặt lắm. Cho nên chúng ta phải xin Chúa cho mình để mà mình có thể làm những việc yêu thương, giúp đỡ nhiều người nghèo, những người khó khăn. Có thể một số người bước đầu họ đến vì cái vấn đề là giúp đỡ, nhưng họ có cơ hội để mà nghe lời của Chúa, và có khi Chúa sẽ thăm viếng họ. Cho nên tất cả chúng ta hãy làm tất cả những gì có thể làm được để chúng ta đưa người ta đến với Chúa. Và mong rằng trở về quý vị sẽ hợp tác với các tôn tớ của Chúa. Và hãy cầu nguyện, hãy mời, rồi các mục sư khi mà thấy đông á, các mục sư mới giảng có ơn Chúa. Còn không mấy ông giảng dở lắm. Phải không? Đó mục sư khác rồi. Thật đó quý vị, nếu mà tới nhà thờ mà thấy ít người, có mấy người cái tinh thần á, nó xuống hết á. Rồi chúng ta mỗi mà có vấn đề trong hội thánh, những cái rạn nứt, những cái chuyện bè phái và vân vân, nhiều chuyện trong hội thánh, nó làm cho mình mất đi cái năng lực. Nhưng nếu chúng ta đồng một lòng cùng dâng sự vinh hiển cho Chúa, cùng hợp tác với các tôn tớ của Ngài, thì tôi thưa với quý vị rằng tất cả sẽ được ơn. Những ông mục sư, tôi đã biết có nhiều mục sư giảng không có tốt đâu, nhưng mà hội thánh đã làm cho ông giảng tốt. Khi hội thánh mọi người tới đông quá, ông phải giảng, ông phải chuẩn bị và giảng thật là tốt. Quý vị thấy chưa? Và chính cái tinh thần đó, tôi nói ủa sao ông nói em giảng có gì vậy? hồi xưa mình thấy giảng được vậy mà. Cho nên quý vị thấy, đừng có nghĩ rằng, đừng có ngồi để trách các tôn tớ của Chúa, mà chúng ta phải hợp tác để tất cả chúng ta đây làm việc vinh hiển Chúa. Chứ đừng ngồi để phê bình, chỉ trích, chê bai, ý kiến nhiều quá. Và rất cảm ơn quý vị trong chương trình hôm nay, sự đóng góp của quý vị và tất cả những gì chúng ta nêu lên. Tôi tin rằng Chúa đã thấy và mong rằng Chúa sẽ thăm viếng chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ đứng lên cầu nguyện cho sự thờ phượng, và sau đó chắc một sự khác sẽ có những cái thông báo. Chúng ta hiện chung tại đây và dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện cho sự thờ phượng chung của Hội Thánh, và cầu nguyện cho mỗi chúng ta là những người thờ phượng Chúa, những worshipper. Chúng ta phải thật sự là thờ phượng Chúa, và chúng ta sẽ đóng góp vào trong sự thu hút, để Hội Thánh của Chúa sẽ thu hút được rất nhiều những người đến với Chúa và được sự cứu rỗi. Xin Chúa thăm viếng và xin Chúa ban cho chúng ta. Nguyện Chúa ban cho chúng ta một hội thánh sống động trong ơn của Ngài. Chúng ta hiệp chung để dâng lời Chúa là cầu nguyện. Chúa xin Ngài thăm viếng và ban phước cho chúng con, đặc biệt là hội thánh của chúng con khắp nơi. Nguyện Chúa thăm viếng tất cả chúng con để chúng con được đầy ơn của Chúa, và chúng con sẽ là những đền thờ thu hút nhiều người đến với Ngài. Còn cảm ơn Ngài. Chúng con nguyện dâng tất cả chúng con trong tay Chúa và tại Ngài. Chúng con hiệp chung và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus. Amen.